Nằm nghe sóng vỗ từng lớp xa, bọt tràn theo từng làn gió đưa. Hình gây cây khu bỏ của con nào ra chóp áo tết tay. Hình gây cây khu bỏ của con xuôi xuôi theo xu tết tay. Cry khu bỏ của con nào ra chóp áo tết tay. Hèn cry cry khu bỏ của con xuôi xuôi theo xu tết tay. Hèn cry cry khu bỏ của con nào ra chóp áo tết tay. Còn tim thành thơ chăm nhẫn mơ thơm nằm đợi âm bấm lai hoài nghe bao đau thương khổ này chẳng gian anh gom nhau mây bao gian thương khổ nghèo này đứng lên phi thiên đi biết thương anh một cây thần anh có qua chắc em quan tâm luống rau càng qua mộng vừa thềm xưa nhưng nội dung là ngôn tình các kiểu rồi muốn nói với em một điều là em là người anh yêu bóng hình em đêm đến ngày chỉ mong trời xa mong thấy bình minh khi chấp con sò dù nãy giao bài cậu ở trong nhà phà cậu cả là đại mà thiếu gia là gia đình mà khá giả cậu cả cổ nhiều ngân phiếu ha. Ở bên cây tương tự âm đàn hát phù vơ. Tứ đã yêu thầm dư tứ đã yêu thầm dù nào. Anh đã yêu. Béo hay vun cho là việc người ta, yêu anh là việc của em. Nói ra người ta đâu hiểu, yêu sao người ta đâu biết nên đừng suy nghĩ thật chi đau đớn. Chân thành giờ là con số không khi khoảng cách hai trái tim quá lớn khiến mình mệt mỏi. Tôi ước ao một nơi trở về thăm có hương tìm lại bóng dáng xưa bấy lâu nay không gặp bạn bè thân của tôi chẳng gặp nhau rất vui kỷ niệm ngày xưa. You gotta know I like my beats fast and my bass down low.
xưa. Chuyện tình là bao năm qua anh gói ghém tận kỷ niệm. Vài nắng còn đường xưa, những chiều hay nhỏ mưa đổ, mưa ướt lạnh vai anh, anh thấy lòng mình xót xa. Và tự nhiên bữa nay họp lớp vui muốn chết vậy đó. Sao còn có 4 người à? Tháng trước nguyên lớp họp xong hết trơn rồi, chừa 4 đứa mình ra đó má. Tới giờ này còn thấy mấy bà còn sống tôi mừng hết sức. Mẹ này nói chuyện có duyên nè, hồi bóng đèn nó gớt lên đầu bà bây giờ đó. Gặp nhiều đó đủ rồi, mình đi về mọi người ơi. Ủa vậy má chưa nói được câu nào hết trơn, tự nhiên đi về là sao bà nội? Chứ ngồi đây có một mẹ gì nói với nhau, ra đi về đi. Ngồi đâu trong chăn gối, mong được nói